Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của miền Tây Sông Nước anh em mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay lâu quá rồi mình cũng chưa ra xong thịt cá mọi người. Hôm nay tiếp tục ra xong thịt cá tiếp. Hôm nay đi nước Dòng mọi người. Giờ nước Dòng nhiều quá, bình đổ quá trời luôn nè mọi người. Đó, quá trời đổ luôn. Không có chỗ để chạy nữa. Hy vọng nay ra về kiếm bầy dạng cá mọi người. Hôm nay ra không có con nào tên. Mình cũng là biến ra nữa. Hôm nay cũng lâu lắm rồi. Chưa có ra nữa. Này ra tiếp tục coi có con nào nha. Thì để mình lại thăm cái lú đó coi có con nào nha mọi người. Có cá quay đi quay cho mọi người xem nha. Giờ mình lại thăm cái lú này nha mọi người. Thì không có cá nha mọi người. Đó, chờ anh đó nha. Chuẩn bị tát nước rồi mình chuẩn bị chiến không mọi người. Bình thì quá tài luôn. Đó, mới có cá không đây. Thì mình có cá nha. Rồi, đi không mọi người. Xà lan dậu đi lấy dầu nè người, hôm nay đi mấy bữa chưa về nè, ghe cào quá tội luôn, mấy chiếc luôn người, ghe đó gì cào hết cái gì mà, rồi dùm đi nha mọi người, cái lú đó không có mọi người, sình không à, rồi dùm chuẩn bị chạy nha, rồi đắng chạy phát đầu tiên nha mọi người. Mới làm thì đừng con cá ta nữa nè, tầm tầm hơn con nãy nha, quá ngon luôn rồi, bự hơn con nãy, nãy tung kịch 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 luôn, kéo lên có phát để cái chài này gọi lọt luôn, cái chài này chài giờ không tin tưởng nữa mọi người, đây con nha, ăn bông bóc luôn, đã chưa, chài này giờ không tin tưởng, nãy cá tung ngon ghê, kéo lên không có mọi người, rồi đừng con nữa nha, rồi tiếp tục thôi mọi người. Thank you.
tiếp mọi người. Em đọc tiếp mọi người, quá sướng quá sướng luôn. Đây. Cái cần ăn nha. Quá ngon quá ngon. Mà lấy vậy. Để em tự lượt vừa những cái một con cá. Đây, một con nè. Rồi, nó cũng được mấy con nữa rồi nha mọi người. Rồi, tiếp tục thôi, mình có cá quay tiếp cho mọi người xem nha. Đó, nó giờ mình quay, nó chạy vòng vòng đây không mọi người. Rồi, nó giờ chạy cũng không thể được khá quay cho mấy mọi người. Nó chạy biết bao nhiêu cá, cũng chỉ có cá nè mọi người. Nước đang cũng đang lớn. Chạy cũng vài cá nữa mình lên mọi người. Nay mình mới lặn mấy cái tụ, mò cũng được 4-5 con tôm mọi người. Nay mình lặn mấy cái tụ đây giờ anh tánh nha. Đó. Mười mấy cái à, có mấy con tôm nhỏ không nè mọi người. Đây được có con này hơi tổng tổng, còn đứng tấn mấy này chút chút không nữa nè. Đó. Đây 4 con như nãy có cái dưới cái còn rồi 5 con rồi. Rồi mình cũng chuẩn bị chà vài cái nữa mình cũng lên rồi, nước lớn rồi nè. Chà nãy giờ cũng không có hành quá, cũng không có gì tôm rồi. Rồi, mình có cá nó quay tiếp cho mọi người xem nha. Lớn rồi đó. Đây, nước lớn cũng quá tài luôn rồi. Rồi, chiếc trào đó lên, trào lại rắc nó chạy quá tài rồi mọi người. Nó thầm vậy chứ. Lớn quá tài nha. Nhìn chạy cũng vài phát nên về mọi người. Đây, chưa có gì tân á. Đó, quá tài lớn rồi nè. Rồi, nên chạy vài cái nó về mọi người. Dòng vài phát sao có cá hủng mà. Trên chuẩn bị hốt phát nó lên mọi người, giờ có cá mọi người, lại đang hốt hương phát coi 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 có con gì nha. Rồi mình lên luôn nha mọi người.
rồi. Không có cá rồi. Lên rồi đấy. Rồi bắt cua không có con gì nha mọi người, đang bơi vô tới bãi này nè. Rồi giờ chuẩn bị lên thôi mọi người, để anh tát nước, anh tát cá, tông cá anh quá cho mọi người xem nha. Đó, nước giờ nó đổ lên, chạy ngược lên này nè mọi người, lục bình to quá tài luôn. Rồi giờ để anh tát nước, anh tát cá, tông cá anh quá cho mọi người xem. Mọi người, quá của mình đây nha. Đó, được 5 con cá ta, 2 con cá lau kiến, một cá hậu dện và một cá chim nhỏ nha. Đó, con cá này bự nhất mọi người, còn mấy cá này nhỏ nhỏ không. Đây hai con gọn nha, hai con này ăn thịt được, mấy con nhỏ nhỏ mình định dình thả nha mọi người. Đi được mấy tôm nữa nè, nó mấy tôm này nãy mình mò nè, tôm bự mọi người, còn được con tôm này hơi tầm tầm chút còn xíu đó. Rồi giờ mình chuẩn bị lên thôi mọi người. Đó, quả của mình đến nay được như đây này. Rồi cái chai mình đây nha. Rồi giờ chúng mình lên thôi nha mọi người. Đó, nước lớn mình mong. Đây mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like, chia sẻ giúp anh em mình nha. Mong mọi người ủng hộ nha. Bye bye mọi người.